giải lăn và lên thuốc tạo mầm vụ thận sầu riêng miền Đông. Xin chào các bà con, thì hiện tại Tâm cùng đội ngũ các em kỹ thuật của công ty Kiến Hoàng Thano đang có mặt tại miền Đông, đang tất bật chuẩn bị làm bông vụ thận năm 2023-2024. Thì như các bà con thấy là đầu tiên thì các bà con chúng ta phải chuẩn bị 1 đến 2 cây hoặc là 3 cây cho dàn cây thật là sung, thật là lực, thật là khỏe. Qua cái cây cuối cùng thì các bà con chúng ta canh cái lá nè, và canh cái đọt cũng như là cái cây và thời tiết để bà con chúng ta tiến hành làm bông. Thì đó là cái khoảng trước em đã chia sẻ với bà con để công tác chuẩn bị trước khi làm bông, trong khi làm bông. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiến hành bắt đầu chính thức vô cái quy trình xử lý làm bông vụ thận. Thì đầu tiên thì với bà con chúng ta phải xem dàn lá làm sao cho đủ chuẩn, đủ khỏe, lá đủ cơi. Đã bắt đầu là chúng ta sẽ tiến hành bón lăn và ở phía trên thì phun tạo mầm. Thì ở dưới thì bà con chúng ta có thể là sử dụng các dòng lăn thông thường, ví dụ như là lăn Đông Thành hoặc là Ninh Bình hoặc là Văn Điển hoặc là Lào Cai, thì tùy theo khu vực bà con chúng ta lựa chọn cái lăn sao cho nó phù hợp để chúng ta bón gốc. Thì tùy theo cái tuổi cây mà bà con chúng ta có thể là bón ít hay bón nhiều, thì trung bình thì tầm 5 đến 7 kg hoặc là 10 kg tùy theo tuổi cây. Có những cây là lớn, là rất là lớn và rất là to như cái vườn này là vườn lão, thì bà con chúng ta có thể là bón nhiều hơn. Và sau khi bón lăn thì bà con chúng ta nhớ là chúng ta tưới nước đều ẩm đủ lượng nước để cho lăn nó tan hoàn toàn, và sau đó thì quý bà con chúng ta tiến hành là phun tạo mầm. Thì lúc này quý bà con chúng ta sẽ sử dụng cho em cái bộ sản phẩm là 10-60-10-TE và MKB và cơm bi xanh. Thì đặc biệt ở đây cái dòng cơm bi xanh một trong những dòng cực kỳ quan trọng để làm bông ở trên cây sầu riêng mà quý bà con chúng ta đã áp dụng thành công ở nhiều khu vực. Thì vai trò công dụng của cơm bi xanh ở đây, thứ nhất là gì nè, cung cấp cái trung quy lượng, và thứ hai là làm cho cái bản lá to, xanh, dày để đủ lực, đủ độ dày, đủ sức khỏe để nuôi cây, nuôi bông, nuôi trái. Sau này thì một số vườn là với bà con chúng ta hầu như là với bà con chúng ta sử dụng cái cơm bi xanh xuyên suốt trong quá trình làm bông, thì sau này là cái lá nó to, nó xanh, nó dày như vậy thì sẽ hạn chế được cái tình trạng là vàng lá hoặc là trái lá ở trên cây sầu riêng do là chúng ta sử dụng một số dòng thuốc chặn đọt hoặc là do cái lực cây yếu. Hôm nay em xin mời các con chúng ta tham quan tổng quan cái vườn. Hiện tại vườn này thì công ty Kiến Hoàng Thano đang tư vấn, thì trong vườn này nó có rất là nhiều giống. Thì một là giống Thái nè, thứ hai là V6, thứ ba là Musikin cũng có luôn và nó thon cũng có luôn. Và đặc biệt ở đây có một giống mà các con chúng ta chưa có biết nhiều hoặc là phổ biến, nhưng mà ở bên Thái Lan là mức độ phổ biến nó rất là cao và nó chiếm gần như là gần 50% cái độ phổ biến so với các giống của món thon, đó là giống Journey Thái Lan. Đó thì cái vườn này là em cũng đang tư vấn cho chủ vườn làm bông Journey Thái Lan với bà con. Với bà con chúng ta sẽ đón xem những cái đoạn clip tiếp theo, em sẽ chia sẻ về kỹ thuật làm bông đậu trái nè, rồi cái kiểu trái của giống Journey Thái Lan. Xin mời bà con chúng ta cùng tham quan vườn. Thì như cái vườn đây này, cái cây này là cây lão, với bà con như bà con thấy cái gốc này nè, nó rất là to nè, và những cái cành này rất bự. Nhưng mà đặc biệt là những cái cành bơ này á, là bà con chúng ta chú ý là chúng ta phải giữ lại. Thứ nhất là để sau này á mà vô lúc làm bông chúng ta cắt ra, nó sẽ ra những cái ngay chỗ vị trí cái bơ cắt. Và cái thứ hai nữa là những cái cành bơ này là nó sẽ nuôi được cái phần cây cũng như là cái phần tai cành, rất là quan trọng để bà con chúng ta nuôi cây. Và cái phần thứ ba nữa là khi mà bà con chúng ta phun tạo mầm đó, là cái phần bơ này nó hấp thu dinh dưỡng, hấp thu thuốc tạo mầm rất là mạnh. Đó, bà con chú ý giai đoạn cái cành bơ trên cái sầu riêng. Và cái thứ hai nữa là cái dàn lá nha bà con. Thì như bà con thấy nè, đây là dàn lá sầu riêng ngón thon. Thì thời điểm thích hợp để bón lăn, thì bà con thấy là nó đang bắt đầu nó nhú lá ra nè. Đó, thì nó bắt đầu có hai lá xè. Đó, và cái cơ này thì nó vẫn còn hai lá đóng nè bà con. Thì chúng ta sẽ tiến hành bón lăn. Rồi sau đó bà con chúng ta sẽ phun 10-60-10 MKB cơm bi xanh. Để thứ nhất là gì nè, để cho cái phần lá này nó mở to ra, nó xanh, nó dày. Và cái phần này thì bắt đầu là cái đầu đọt ở cái này nè, nó sẽ đứng lại. Đấy, nó rồi sau đó là cái dấu hiệu để cho cái cây nó chuyển sang cái quá trình sinh trưởng, chuyển sang sinh sản đó bà con. Thì cái phần đó là gì, bà con chúng ta phun thì giai đoạn này bà con chúng ta chú ý nha, là bà con chúng ta vẫn áp dụng cái sản phẩm gọi là sâu rầy Kiến Hoàng và dập dịch rầy để bà con chúng ta quản lý tuyệt đối cái đọt nha bà con. Để bà con chúng ta bỏ mà chúng ta lơi hoặc là chúng ta thịt dày yếu lại thì nó sẽ đánh vô cái lá của con, rồi nó làm cho cái đoạn của con chúng ta quăng queo và nó sẽ ảnh hưởng luôn tới cái phần lá già luôn. Chỉ mà con chúng ta chú ý thì đây là một, đây là của con, cái cơ này là cây trước nè. Như mà con thấy là cái cơ trước
chủ vườn là chuẩn bị cái cơi rất là tốt rồi, còn không lá nó rất là to nè, bản lá thì nó to, lá nó dài và nếu con thấy độ xanh độ bóng nó dày không, đây là một trong những cái cây đủ chuẩn đủ lực để con chúng ta làm bông và năng suất rất là cao. Thì với con chúng ta chú ý là đây những là những cây già những cây lão nè, như con chúng ta chú ý là chúng ta phải quản lý kỹ vấn đề sâu rầy, đặc biệt là những cái phần mà tuốt ở trên ngọn ở trên kia đó, mà nếu mà con chúng ta không quản lý kỹ á, là nó sẽ bị con rầy nó đánh rất là nhiều. Và qua em sẽ chia sẻ tiếp với bà con cái phần nữa là cái cỏ nha bà con. Thì cỏ giai đoạn này thì bà con chúng ta cứ để tự nhiên, khi mà chúng ta giả lăng chúng ta tưới nước đâu đó đàng hoàng rồi chúng ta quay qua vô quá trình là xiết nước thì chúng ta sẽ làm cỏ. Thì có hai phần, thứ nhất là bà con chúng ta sẽ dùng máy phát để phát, và phần thứ hai là dùng thuốc cỏ để chúng ta sử dụng. Thì phần thuốc cỏ thì nó sẽ có một cái chủ đề riêng, em sẽ chia sẻ bà con có nên hoặc là không nên sử dụng thuốc cỏ ở trên cái vườn cây ăn trái, đặc biệt là vườn sầu riêng. Thì mời bà con chúng ta tiếp tục tham quan vườn.